Chúng ta sẽ cùng nhau học cách cài đặt phần mềm Bademark Design 2014. Đầu tiên các bạn bật mục cài đặt lên. Tôi nhấn nút chuột trái 2 lần. Sau khi hiện thư mục, các bạn chạy file setup.exe này. Nhấn nút chuột trái 2 lần vào. Sau khi xuất hiện phần hướng dẫn, chúng ta bấm vào phần install. Nhấn vào ASCAP và đồng ý với những điều kiện nhà sản xuất đưa ra. Chúng ta nhấn next. Các bạn nhập số series ở đây 666 6969 6969. Bên này chúng ta nhập Parquet 495F1. Sau đó chúng ta nhấn Next và nhấn Install. Chúng ta cùng nhau chờ trong giây lát. Sau khi phần mềm chạy xong thì chúng ta sẽ cùng nhau bẻ khóa phần mềm này. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ nhấn Finish và đóng tạm thư mục này lại. Bây giờ biểu tượng Bademark của chúng ta ở đây. Để bẻ khóa đối tượng này chúng ta làm như sau. Các bạn sẽ tắt mạng đi đầu tiên. Tôi di chuyển trỏ chuột lên góc trên này. Các bạn thấy biểu tượng mạng này không? Chúng ta chuột phải vào. Chúng ta mở network. Các bạn bấm vào trên adapter. Và chuột phải vào đây. Chúng ta đứt. Sau đó tôi tạm thời thu nhỏ lại. Bây giờ chúng ta bật Bademark lên. Tôi nhấn đúp 2 lần chuột trái vào. Chúng ta sẽ chạy và bẻ khóa phần mềm. Các bạn chờ trong giây lát. Một bảng mới hiện ra. Các bạn nhấn vào đồng ý và chúng ta active. Các bạn bấm vào Active. Bây giờ chúng ta nhấn Next lần thứ nhất và nhấn Next lần thứ hai. Sau đó tôi sẽ bật thư mục chứa file crack lên. Chúng ta cùng chọn thư mục series ở đây. Tôi nhấn nút 2 lần chuột trái. Chúng ta chuột phải và chọn run bằng quyền quản trị. Đầu tiên chúng ta bấm vào Patch. Sau đó chúng ta OK đóng lại. Bây giờ tôi thu nhỏ lại. Sau khi bấm Patch xong, chúng ta đóng cửa sổ này lại và chúng ta nhấn Active lại. Bây giờ các bạn chú ý dòng này, chúng ta có Record, tôi sẽ bôi đen, nhấn Ctrl C. Sau đó chúng ta dán vào phần này, Ctrl V. Bây giờ chúng ta bấm Hero. Tôi bấm 1-2 lần cho chắc ăn. Sau đó chúng ta chuột phải vào dòng bên dưới này, chọn Select All và nhấn Ctrl C Copy. Chúng ta nhấn vào dòng bên dưới này và nhấn Ctrl V dán vào. Khi nào các bạn thấy ký tự Z thừa ở đây thì coi như là thành công. Tôi nhấn Next. Bây giờ tôi nhấn Finish và kết thúc quá trình bẻ khóa phần mềm. Chúng ta thoát. Sau khi phần mềm load lên, coi như quá trình bẻ khóa của chúng ta đã hoàn thành. Tôi có thể nhấn Don't Show ở đây và nhấn Close đóng lại. Bây giờ nếu như chúng ta muốn đổi giao diện cho chương trình, chúng ta vào đây. Tôi muốn màu đen, nhìn trông dễ chịu hơn, tôi sẽ chọn âm đắt và nhấn Set và OK đóng lại. Vậy là rất nhanh chóng chúng ta đã hoàn thành quá trình cài đặt phần mềm AutoCAD Bademark Design 2014. Chúc các bạn thành công.